Này nghe em nó đi đặt ếch. Một cái chết thê thảm và một cuộc tiễn đưa lặng lẽ. Đi lòng vòng ra phong đặt ếch rồi nè. Con mai vô tới đây gặp ông. Để đi theo ông rồi. Quay qua cảnh này cũng cực lắm nhưng không phải dễ đâu. Này mấy cái lọt buổi chiều rồi đó, 4-5 giờ chiều rồi. Đường cũng khó đi lắm nha chứ không phải dễ đâu. Cái này là chạy vô trong núi, núi núi này kêu núi gì. Cắm để quay ổng rồi.
quét dữ mà sao hồi ta thấy lấy ba cái gì cá gì ta thấy không hồi này cũng tốn tiền nè. Này anh em mới đi đặt ếch nha bà con, đặt cái lợp phải làm cái đường như thế này. Bỏ mồi vô nè, mồi là mồi cá. Để thấy cá trong cái này là cá linh cá mè dinh gì đó, mang cá con đó bỏ vô rồi giờ đắp nó lên đó. À, mới để đất dần nó lại làm giống cái hang vậy đó. Hôm qua con được bao nhiêu ký? Dạ, hôm qua con được 7 ký mấy. Ký được 30 không? Ký được 33. Ồ, không có lý vậy. Đất có giá rồi nha. Mà ếch to quá là nó cân ngang nữa. À, bữa nào được lớn thì nó mới được giá gì. Hôm qua thì em nói được khoảng 7 ký. Ký nhiêu con? Cân lại á. Cân qua cân ký 33 ngàn. Mà ếch rớt giá đó nha. Ếch được giá là tới 4 mấy lần. Nó bỏ mồi vô nè.